Chị khuyên các chị em nữa, mình có tiền là mình phải đẹp, mình không đẹp đó, sau này mình sẽ hối hận. Chở vợ anh lên là thấy cũng hơi xấu đó. Chờ vợ xấu lắm đúng không? Thôi chị chê. Chở chị đi xe, nói chị chở toàn rồi đụng bụng không à, buồn. Lúc người ta thấy nó hơi gì đó rồi mình nói thiệt mà xấu thiên ngoại hình, ngại với bạn bè, ngại với nói chung là những người thân gia đình, mất đi cảm giác mà hai vợ chồng hạnh phúc. Lúc trước á, tôi thấy bà ăn những đồ ngọt tôi không thích đâu, có khuyên nên đừng ăn khuya nè, hạn chế ăn đồ ngọt rồi những thứ chất béo rồi đó. Thì vợ cũng làm theo nhưng mà nó không có đạt hiệu quả. Từ lúc sinh em bé tới giờ là chị không còn lên không. Lúc vợ anh sinh anh cũng gắng tìm cách để cho vợ một nhỏ cái bụng lại mà không hiệu quả mấy. Chị cứ ở nhà thôi là chị mới ra đường đâu, chị phải đi làm đẹp, mình phải đẹp. Giờ có tiền nhiều mà mình không đẹp cũng vậy nữa, mà mình hối hận nó muộn à. Tại nhiều khi chồng mình đang ngủ vậy thôi chứ thằng ca trong bụng đâu có không gì đó, chị khóc hoài luôn. Với ban đêm chị cứ suy nghĩ không, chị không muốn ngủ được, thức hoài, chị sợ mất chồng. Tại vì ra đường nhiều gái đẹp lắm, mà đàn ông mà ai muốn thích đẹp, nên chị hay bị nhức đầu căng thẳng căng nhất. Chị hay bị bệnh lắm á, mà từ lúc chị lên đây nè, gan nhiễm mỡ chị cũng hết nè, xương khớp chị cũng hết luôn, mà đau đầu cũng hết luôn. Mà chị thấy rất là thoải mái mà vui nữa, mà được chồng thương. Mà thấy chỗ cô Ria này nè, làm cho em vợ mình đẹp lên, mình cảm thấy mình không dám nói gì nữa, làm tổn thương vợ nữa. Có thương vợ nhiều không? Thương nhiều lắm. Thiệt không? Thiệt. Nhưng bây giờ vợ đẹp rồi, cảm giác như muốn đi đâu là chở theo vợ khoe với ta. Bây giờ vợ đẹp rồi, quyết định đi làm rồi, như vậy là đạt hiệu quả rất là tốt. Cảm ơn nha. Này vậy đó. Bây giờ vợ đẹp rồi nên nó suy nghĩ hơi khác lại nữa, không có giống như ngày xưa nữa đâu. Chút xíu nó là tan nát gia đình. Chứ chị chỉ biết làm để tiền lo cho chồng cho con thôi. Nên chị khuyên các chị em nữa, mình có tiền là mình phải đẹp, mình không đẹp đó, sau này mình sẽ hối hận. Bây giờ nè, nói nghe nè, vợ đẹp rồi, ông xã không đi kiếm ai nữa đâu. Suốt cuộc đời này nha, đừng có gì mất tự tin nữa, hãy an tâm nha. Nói chung là anh cũng thương vợ rất là nhiều đó. Lúc mà vợ thấy bụng bề xề nè, nặng nề bị xương khớp nè, máu nhiễm mỡ nè, lúc đó là hai chồng cũng bàn bạc rất là lâu mới quyết định lên đây. Nhưng mà lên đây cũng đã bên bác sĩ chúng ta tư vấn làm giảm được bao nhiêu nữa. Vậy thôi, thương vợ cho vợ làm bao nhiêu thì bi, vợ đẹp là chịu. Thì vợ đẹp như vậy nè, thì anh cảm thấy giống như là hai đứa mà vợ chồng mới quen đầu tiên á, chưa đến hôn nhân đó, rất là thương. Anh hứa là anh sẽ không làm vợ cho anh buồn, và anh sẽ cố giữ dáng này cho vợ nha. Anh và con với vợ là một mái ấm nhỏ nhưng mà hạnh phúc con vậy nha. Bây giờ là nói chung là vợ thích về thì đi chở đi mua đó, không còn ngại ngùng gì nữa hết. Thích trang phục nào hay là thích nữ trang gì hay làm kiểu tóc gì hay là mang giày gì, cầu thấy vợ đẹp là cho hết, không ngần ngại. Tại vì nhìn đàn ông mà nhìn gái là phải thèm thuồng à, ngộ vậy đó. Nhưng mà để vậy mình phải làm cho đẹp mình đẹp cho những người ta ganh tị, để người ta bỏ bê vợ giống như anh này sai quá đi. Phải cho vợ mình đẹp, mình hạnh diện với vợ mình. Gia đình của chị bây giờ rất là hạnh phúc, giống như là lúc mới vậy đó. Còn gì nữa? Sinh lý luôn. Sinh lý luôn á. Nghe cái chuyện thì vợ chồng chăn gối với nhau. Lúc trước chị không muốn còn ngủ đâu, nhưng bây giờ thoải mái. Nó cũng như hồi còn trẻ lắm á. Nói chung là cảm giác mình thấy hạnh phúc lại liền. Nói về tế nhẹ chút xíu, ôm vợ cảm giác phê. Ông đã không có gây vợ lần nữa đâu. Vợ cũng vậy á. Hệ thống viện thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ sở 2, số 1, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ 1900 0361 hoặc 0787122222 để được tư vấn trực tiếp.